cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đến với bản tin quốc tế của Báo Thanh Hóa. Chúng tôi luôn mang đến cho quý vị những thông tin nóng hổi và cập nhật nhất về các sự kiện quốc tế nổi bật. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Người biểu tình từ các thành phố trên khắp nước Mỹ hôm 8 tháng 6 tập trung bên ngoài Nhà Trắng và hô khẩu hiệu từ thủ đô Washington đến Palestine, chúng tôi là làn danh đỏ. Họ căng tấm vải dài màu đỏ và dơ biểu ngữ có tên những người Palestine bị lực lượng Israel hạ sát khi giao tranh ở giải Gaza đã bước sang tháng thứ 9. Biểu tình diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden đang phải đối mặt với chỉ trích vì không hành động cứng rắn với đồng minh chủ chốt Israel. Nhà Trắng tháng trước cho biết cuộc tấn công của Israel vào Rafah không vượt lăn danh đỏ mà Tổng thống Biden đặt ra hai tháng trước đó khi được hỏi về cuộc tấn công tiêm tàng vào thành phố cực Nam Gaza. Zaid Madawi, 25 tuổi, đến từ bang Virginia và có cha mẹ là người Palestine cho hay Tôi không còn tin bất kỳ lời nào của Tổng thống Biden, lăn danh đỏ mà ông ấy nói chẳng có chút giá trị nào, tất cả chỉ là giả dối." Trợ lý điều dưỡng Tala McKinney, 25 tuổi nói, "Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều hy vọng chiến sự sẽ sớm chấm dứt, nhưng rõ ràng tổng thống đã không thực hiện đúng những lời đã hứa với đất nước chúng ta, thật quá đáng." Nhà trắng đã dựng thêm hàng rào để tăng cường an ninh trước khi cuộc biểu tình diễn ra. Tổng thống Biden đang ở Pháp để tham dự lễ kỷ niệm đi đây sự kiện quân đồng minh đổ bộ lên Pháp trong Thế chiến thứ hai. Trước cuộc tái đấu với đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump vào tháng 11, ông Biden đang đối mặt với áp lực phải giành được sự ủng hộ từ cử tri Hồi giáo và thanh niên, những khối được đánh giá là quan trọng đối với nỗ lực tái tranh cử của ông. McKinney nhấn mạnh, thật đáng thất vọng khi có một tổng thống không giữ lời hứa, tôi sẽ bỏ phiếu cho bên thứ ba. Tình hình tại Gaza tiếp tục là vấn đề nóng bỏng ở Mỹ, đặc biệt là trong Đảng Dân Chủ, bất chấp việc Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật viện trợ cho Israel. Giáo sư Richard Benzo tại Đại học Cornell ở New York nói với Isvestia rằng việc tiếp tục hỗ trợ Israel có thể là một vấn đề đối với chính quyền Tổng thống Biden trong tương lai vì họ có thể quyết định rằng bất kỳ viện trợ bổ sung nào cũng phải gắn liền với những sự thay đổi trong chính sách của Israel. Trên mặt trận bầu cử, Tổng thống đương nhiệm nước Mỹ có nguy cơ mất đi những cử tri trẻ tuổi, các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden trong nhóm cử tri dưới 30 tuổi đã giảm từ 60% xuống còn 45%. Nhiều người Mỹ có thể sẽ không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới hoặc bỏ phiếu cho các ứng cử viên độc lập. Điều này có thể khiến ông Biden bị ảnh hưởng trong nỗ lực tái tranh cử. Robert Francis Kennedy, người xuất thân từ một gia đình có truyền thống chính trị nổi tiếng và triết gia Cornel West, có khả năng lấy đi phiếu bầu của ông Biden nhất tờ Politico đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đã không đồng ý với ý tưởng của người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron về việc cử các huấn luyện viên phương Tây đến huấn luyện lực lượng Kiev ở Ukraine. Theo đó, Tổng thống Biden bày tỏ lo ngại về những hậu quả có thể xảy ra khi gửi binh sĩ NATO đến một quốc gia mà họ có thể rơi vào tình thế nguy hiểm, có khả năng làm căng thẳng xung đột. Trước đó, một số phương tiện truyền thông đưa tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang cố gắng thành lập một liên minh gồm các quốc gia phương Tây mục đích cử các giảng viên NATO đến Ukraine để giúp huấn luyện lực lượng nước này, đặc biệt là trong lĩnh vực giả phá bom mìn và bảo trì thiết bị. Trong khi đó, một số quốc gia thành viên NATO ở khu vực Baltic như Litva và Estonia đã ủng hộ ý tưởng này và bày tỏ sẵn sàng gửi các chuyên gia huấn luyện đến Ukraine. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas thậm chí còn tuyên bố rằng một số quốc gia đã huấn luyện binh sĩ trên bộ tại Ukraine, nhưng không nêu cụ thể quốc gia nào. Kiev cũng đã ngầm xác nhận gần như toàn bộ kế hoạch của ông Macron, tổng tư lệnh mới của lực lượng vũ trang Ukraine. Oleksandr Rosicky tuyên bố, ông đã hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ, cho phép các giảng viên người Pháp đến thăm và sử dụng các cơ sở đào tạo của Ukraine. Nghị sĩ cấp cao của Ukraine, Alexei Goncharenko, cũng cho biết, nhóm chuyên gia quân sự đầu tiên của Pháp đã trên đường đến quốc gia này. Về phần mình, Nga đã nhiều lần cảnh báo, bất kỳ binh sĩ nước ngoài nào ở Ukraine đều sẽ được coi là mục tiêu tấn công hợp pháp bất kể họ đến từ đâu và họ là binh sĩ hay huấn luyện viên. Đầu tuần này, người phát ngôn của Điện Kremlin, Dmitry Peskov cảnh báo, thực tế, bất kỳ giảng viên nào tham gia huấn luyện quân đội Ukraine đều không có bất kỳ quyền miễn trừ nào. Đồng thời, ông nói thêm rằng, không quan trọng họ có phải người Pháp hay không. Cũng trong diễn biến liên quan, vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các cuộc đàm phán hòa bình dựa trên chiến thắng hay thất bại, và Nga dự kiến giành chiến thắng bình luận được ông Putin đưa ra trong phiên hỏi đáp tại diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg (SPIEF), ông Putin nhắc lại việc Nga sẵn sàng đàm phán về cuộc xung đột tại Ukraine. Theo hãng tin AFP, tổng thống Mỹ Joe Biden nói khi xuất hiện cùng tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước báo giới sau cuộc hội đàm ở Paris, Pháp ngày 8 tháng 6, tổng thống Nga Putin sẽ không dừng lại ở Ukraine nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ lo ngại. Toàn bộ châu Âu sẽ bị đe dọa, nhưng chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Khẳng định Mỹ sẽ sát cánh với Ukraine, ông Biden nói, tôi xin nhắc lại rằng chúng tôi sẽ không rời đi. Ngày 7 tháng 6, ông Biden và ông Macron đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Paris và cam kết ủng hộ Kiev. Tổng thống Biden, 81 tuổi, đã có mặt tại Pháp trong tuần này và tham dự lễ kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ Normandy trong Thế chiến 2. Trước đó, theo đài Sputnik, trong chuyến thăm căn cứ không quân Toshok ở vùng Tiver, miền trung nước Nga hồi tháng 3, ông Putin đã gặp các phi công quân sự. Tại đây, nhà lãnh đạo Nga đã bình luận về việc các quan chức phương Tây nỗ lực kêu gọi viện trợ bổ sung cho Ukraine với tuyên bố rằng Moscow sẽ không dừng lại nếu đánh bại Kiev trên chiến trường. Ông giải thích với các phi công những tuyên bố cho rằng chúng ta sẽ tấn công châu Âu sau kế hoạch quân sự ở Ukraine là hoàn toàn vô căn cứ. Đó là điều hiển nhiên và mọi người đều nhận ra điều đó. Ông nói, các cuộc thảo luận về việc Nga có khả năng tấn công Ba Lan, Cộng hòa Séc hay các nước vùng Baltic chỉ là tuyên truyền. Người đứng đầu điện Kremlin khẳng định, Nga chưa từng tiến tới biên giới của các nước thành viên NATO, mà chính là liên minh quân sự này đang tiến gần hơn tới Nga và Moscow chỉ bảo vệ người dân của mình. Ông nói, họ đã tiến thẳng đến biên giới của chúng ta. Chúng ta có tiến về phía biên giới của họ, những quốc gia thuộc khối NATO không? Nga không chạm vào bất kỳ nước nào, nhưng họ đang tiến về phía Nga. Báo Telegraph ngày 4 tháng 6 dẫn nguồn tin cho biết, tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang phát triển nhiều hành lang trên bộ để binh sĩ và xe thiết giáp của Mỹ có thể ra tiền tuyến trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tranh lớn trên bộ ở châu Âu với Nga. Báo Telegraph dẫn lời các quan chức cho biết lính mỹ có thể đổ bộ tại một trong năm cảng và sẽ di chuyển dọc theo các tuyến đường hậu cần đã được lên kế hoạch trong tình huống có một cuộc tấn công của nga thông tin này xuất hiện trong bối cảnh nhiều lãnh đạo của nato cảnh báo các chính phủ phương tây cần chuẩn bị cho một cuộc xung đột với nga trong hai thập kỷ tới bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin cũng từng cảnh báo về cuộc xung đột giữa nga ukraine nếu ukraine thua tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato sẽ bị kéo vào một cuộc chiến với Nga. Ông nói, ông Putin sẽ không dừng lại ở Ukraina. Tuy nhiên, như tổng thống Biden đã nói, Ukraina có thể chặn ông Putin nếu chúng ta sát cánh cùng Ukraina và cung cấp những vũ khí mà họ cần để tự vệ. Theo hãng tin Sputnik, ông Apti Alaudinov, chỉ huy của Akhmat cho biết, lực lượng này đã được điều động tới mặt trận Kharkov. Ông khẳng định Akhmat luôn đi đầu ngay từ những ngày đầu tiên trong hoạt động quân sự của Nga. Ông Aladinov nói: "Chúng tôi chưa bao giờ ở tuyến thứ hai. Chúng tôi chưa bao giờ đi sau bất kỳ ai. Thật vui và hãnh diện khi chúng tôi được triển khai tới khu vực quan trọng Khabarovsk. Lịch sử của Akmat bắt đầu từ năm 2009 khi lãnh đạo đầu tiên của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, Akmat Khadzhi Kadyrov, tán thành việc thành lập đội phản ứng nhanh đặc biệt Akmat. Đơn vị này được thành lập trên cơ sở một trung đoàn quân cơ giới đặc biệt của Bộ Nội vụ Nga." bao gồm các cựu thành viên cơ quan an ninh của Akhmat Kadyrov. Lực lượng Akhmat được cho là có 4.000 thành viên. Một số nguồn tin cho hay hơn 13.000 tình nguyện viên từ các khu vực của Nga đã gia nhập lực lượng này. Trước đó, họ đã trải qua huấn luyện chiến thuật và hỏa lực tại Đại học Lực lượng Đặc nhiệm Nga ở thành phố Kudemets thuộc Cộng hòa Chechnya. Vào những năm 2010, lực lượng Akhmat giúp chính quyền địa phương xóa sổ các nhóm vũ trang bất hợp pháp còn lại ở Cộng hòa Chechnya vào cuối tháng 2 năm 2022, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov tuyên bố triển khai đơn vị Akhmat gồm 2.000 binh sĩ tới khu vực hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Cuối năm 2022, các chiến binh Akhmat nắm quyền kiểm soát thành phố Rubesnoy thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugansk, LPR tự xưng. Ngay sau đó, đơn vị Akhmat được điều động tới Severodonetsk của LPR để giành lại quyền kiểm soát thành phố này. Tháng 9 năm 2022, lực lượng đặc nhiệm Akhmat đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công của quân đội Ukraine gần làng Berestovoy thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR tự xưng. Vào năm 2023, đơn vị Akhmat thực hiện nhiệm vụ ở khu vực Donetsk và Artemovsk do nhóm chiến đấu Juk phía nam của Nga kiểm soát. Đặc nhiệm Chechnya do nhóm chiến đấu Juk phía nam của Nga kiểm soát. Đặc nhiệm Chechnya, lực lượng gồm hàng nghìn binh sĩ được huấn luyện, trang bị đầy đủ, đã triển khai đến chiến trường Ukraine để hỗ trợ quân đội Nga Địch thần lãnh đạo Kadyrov cũng nhiều lần tới tiền tuyến ở Ukraine. Chỉ huy Alaudinov cho biết, Akmat đã thích nghi với việc triển khai lực lượng ở khu vực Kharkov. Trong khi đó, nguồn tin của hãng thông tấn TASS vừa qua cho biết, hầu hết lực lượng Ukraine được triển khai đến vùng Kharkov đều là những tân binh chưa trải qua khóa đào tạo chuyên biệt. Lực lượng Nga cũng đã tiến hành các cuộc tấn công ở vùng Kharkov từ ngày 10 tháng 5, đẩy lùi lực lượng Ukraine và giành quyền kiểm soát một số khu định cư ở biên giới. Moscow tuyên bố đặt mục tiêu tạo vùng đệm an toàn để hạn chế việc quân đội Ukraine tấn công các vùng biên giới Nga. Theo New York Times, việc Nga kiểm soát Kharkov có thể làm mất tinh thần của người Ukraine và các đồng minh của họ, tạo ấn tượng rằng sau hơn 2 năm, cuộc xung đột hầu như không có gì thay đổi, buộc Kiev phải đàm phán đình chiến với Nga. Trong những năm gần đây, tình hình ở Đông Âu ngày càng xấu đi nhanh chóng và Moldova đang trở thành một trong những điểm căng thẳng chính. Theo lãnh tụ đảng đối lập SOR, ông Ilan Shor, các nước phương Tây đang lên kế hoạch thực hiện kịch bản Ukraine ở Moldova, bao gồm hành động chống lại Transnistria và cung cấp vũ khí quy mô lớn. Ông Shor bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg, (SPIEF). Nhân vật trên lập luận rằng phương Tây đã quen với việc đạt được các mục tiêu chính sách đối ngoại của mình thông qua bàn tay của người khác. Ông trích dẫn Ukraine là một ví dụ về cách tiếp cận này, nơi NATO tích cực hỗ trợ Kiev. Theo ông cho, giờ đây số phận tương tự đang chờ đợi Moldova. Các kế hoạch của phương Tây bao gồm việc gây hấn chống lại Transnistria, một khu vực có vị thế đặc biệt và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga. Theo ghi nhận, phương Tây đã gửi vũ khí trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ tới Moldova. Điều này cho thấy sự chuẩn bị cho các cuộc xung đột trong tương lai. Trong bối cảnh xung đột Ukraine chưa có dấu hiệu lắng xuống, những diễn biến hồi tháng trước đã làm dấy lên đồn đoán rằng nước láng giềng Moldova có thể đã nằm trong phương án B của phương Tây trong trường hợp Ukraine thất thủ. Lực lượng quân sự của Mỹ và Rumani đã ở Moldova, bề ngoài là để tham gia cuộc tập trận quân sự mang tên GCET 2024, huấn luyện trao đổi chỉ huy chung, kéo dài từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Moldova, cuộc tập trận nhằm huấn luyện chung và trao đổi kinh nghiệm giữa các lực lượng đặc biệt của Moldova, Rumani và Mỹ cũng như tăng mức độ tương tác giữa các lực lượng tham gia. Những cuộc tập trận như vậy không phải mới lạ, nhưng có tính chất cấp bách mới trước cuộc xung đột đang diễn ra ở nước láng giềng Ukraine. Ở một diễn biến khác, vừa qua, Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Cộng hòa Séc, Martin Dvorak, đã khởi xướng một lá thư chung kêu gọi bỉ trên cương vị chủ tịch hội đồng liên minh châu âu eu đẩy nhanh tiến độ trong các cuộc thảo luận về việc ukraine và moldova gia nhập eu bức thư được bộ trưởng dvorak gửi tới ngoại trưởng bỉ Hadja Labib có chữ ký của lãnh đạo 11 quốc gia thành viên EU khác cùng với Cộng hòa Séc, gồm Slovakia, Ba Lan, Romania, Slovenia, Thụy Điển, Phần Lan, Litva, Latvia, Estonia, Đức và Bồ Đào Nha. Các bên bày tỏ đánh giá cao các bước đi của Bỉ trong nhiệm kỳ chủ tịch EU trong tiến trình gia nhập EU của Ukraine và Moldova, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy cả hai quốc gia này trở thành thành viên đầy đủ của EU thông qua hội nhập dần dần và các chính sách và chương trình của EU. Thư kêu gọi Hội đồng các vấn đề chung GAC của EU thông qua các khuôn khổ đàm phán cho Ukraine và Moldova chậm nhất là trong tháng 6 này. GAC cần nhất trí thông qua quyết định đó để triệu tập các hội nghị liên chính phủ với hai quốc gia trên vào cuối tháng 6. Theo hãng tin AFP, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói khi xuất hiện cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước báo giới sau cuộc hội đàm ở paris pháp vừa qua tổng thống nga putin sẽ không dừng lại ở ukraine nhà lãnh đạo mỹ bày tỏ lo ngại toàn bộ châu âu sẽ bị đe dọa nhưng chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra đồng thời khẳng định mỹ sẽ sát cánh với ukraine ông biden nói tôi xin nhắc lại rằng chúng tôi sẽ không bỏ đi về phía tổng thống pháp ông macron ca ngợi lòng nhiệt thành của ông biden đối với châu âu ông macron sau đó nói với người đồng cấp mỹ trước mặt các phóng viên Tôi cảm ơn Ngài Tổng thống Biden, Tổng thống của cường quốc số một thế giới, với lòng trung nghĩa của một đối tác yêu mến và tôn trọng châu Âu. Trong một tuyên bố do Nhà Trắng đưa ra ngày 8 tháng 6, hai nhà lãnh đạo Pháp và Mỹ cho biết họ nhất trí rằng an ninh rộng hơn trên Đại Tây Dương đang bị đe dọa trong bối cảnh xảy ra xung đột ở Ukraine. Tuyên bố cho biết Pháp và Mỹ đồng chủ trì liên minh pháo binh tại nhóm liên lạc phòng thủ Ukraine và dự định thực hiện các bước đi mới để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Ukraine trong giai đoạn hiện tại và về lâu dài. Nhóm liên lạc phòng thủ Ukraine, UDCG, là liên minh gồm khoảng 50 quốc gia thường xuyên tiếp xúc để thảo luận về nhu cầu an ninh của Ukraine. Tuyên bố nêu rõ, Mỹ và Pháp cũng tái khẳng định cam kết của hai nước này về việc tiếp tục cung cấp hỗ trợ chính trị, an ninh, nhân đạo và kinh tế cho Ukraine. Trong khi đó, trước loạt cam kết ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột chống lại Nga, hồi tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Joel Lampolsen từng nói rằng, thông tin tình báo mới cho thấy Nga có thể tìm cách tấn công một quốc gia NATO trong vòng từ 3 đến 5 năm tới. Những suy đoán này làm dấy lên lo ngại nguy cơ xung đột Ukraine lan rộng khắp châu Âu, trở thành cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Nhiều quan chức phương Tây cũng cố gắng kêu gọi ủng hộ viện trợ bổ sung cho Ukraine bằng cách tuyên bố rằng Nga sẽ không dừng lại nếu Ukraine bị đánh bại trên chiến trường. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ những suy đoán này. Tổng thống Putin phát biểu hồi tháng 3, điều này thật vô nghĩa. Những suy đoán rằng chúng tôi sẽ tấn công châu Âu sau Ukraine hoàn toàn vô nghĩa và chỉ nhằm dọa người dân của họ để lấy tiền của họ.